Đồng hành cùng doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Đồng Nai đã tăng cường các giải pháp như hiện đại hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, cập nhật kịp thời những chính sách mới, đặc biệt là những chính sách hỗ trợ ưu đãi cho doanh nghiệp hậu Covid-19, đối thoại chia sẻ những khó khăn thu hút doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Đồng Nai để góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tính đến giữa tháng 5 2023, Cục Hải quan Đồng Nai đã thực hiện 13 vụ kiểm tra sau thông quan. Thu ngân sách nhà nước từ hoạt động kiểm tra sau thông quan đạt trên 27,8 tỷ đồng, tương đương đạt 25,5% chỉ tiêu giao 2023. Trong đó, thu từ ấn định thuế đạt trên 20 tỷ đồng, thu phạt chậm nộp thuế trên 3,5 tỷ đồng và thu phạt vi phạm hành chính trên 4 tỷ đồng.